Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin người Việt 4 phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ra mắt bộ đài từ điển giáo khoa sắc Việt nhằm tăng cường công tác học tiếng Séc của người Việt. Cộng đồng người Việt quảng bá văn hóa đất nước thông qua lễ hội đa văn hóa tôn vinh ngôn ngữ mẹ đẻ Mother Language Festival tại Canada. Công bố kết quả nghiên cứu hệ gen của người Việt tạo cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu y sinh học liên quan đến sức khỏe và bệnh tật của người Việt. Thưa quý vị, vào chiều ngày 16 tháng 7 tại thủ đô Viên Chăn của Lào, Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit đã tiếp Thượng tướng Bùi Văn Nam và đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam nhân dịp đoàn sang tham dự Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ 10. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam đã góp phần bảo đảm an ninh cho mỗi nước, đề nghị hai bộ tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về an ninh mạng, phòng chống khủng bố, tội phạm buôn bán ma túy và đào tạo nguồn nhân lực. Trước đó, Thượng tướng Bùi Văn Nam và đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã dự Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ 10. Hai bên đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện bảo đảm an ninh quốc gia, phối hợp đấu tranh với các đối tượng khủng bố phá hoại, hợp tác lĩnh vực xuất nhập cảnh, bảo đảm ổn định đường biên giới chung. Cũng trong ngày 16 tháng 7 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, Đại sứ Hồ Minh Tuấn đã trao tặng giấy khen cho kỹ sư Nguyễn Quyết Tiến, một trong hai đồng tác giả bộ đài từ điển giáo khoa Séc Việt, ghi nhận đóng góp của ông vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Bộ đại từ điển giáo khoa Séc Việt là công trình ngôn ngữ lớn của hai đồng tác giả, kỹ sư Nguyễn Quyết Tiến và cố giáo sư tiến sĩ người Séc Ivo Vasiliev. Với mong muốn thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Hình thành ý tưởng từ năm 2007 nhưng phải tới năm 2013, tập 1 của Bộ Đại Từ Điển mới ra mắt công chúng và cho tới nay cả 6 tập của công trình khoa học đã được hoàn tất. Nhưng rất tiếc, vị giáo sư tiến sĩ Ivo Vasiliev đã không thể đồng hành cùng Bộ Đại Từ Điển đến cuối chặng đường vì nhà ngôn ngữ học người Séc đã ra đi khi hoàn thành xong tập 4 vào năm 2016. Thực hiện di nguyện của người đã mất, một mình kỹ sư Nguyễn Quyết Tiến đã quyết tâm hoàn thành nốt hai tập còn lại theo đúng dự kiến với sự cộng tác của tiến sĩ, dịch giả, nhà Việt Nam học Iva Klinderova. Trong bộ đại từ điển này là nó bao gồm rất nhiều cái kiến thức, không những chỉ về ngôn ngữ, về cách dịch từ tiếng nọ sang tiếng kia, từ tiếng Séc sang tiếng Việt, mà nó còn rất nhiều về cái kiến thức về văn hóa, lịch sử của hai nước và một số của cả thế giới nữa. Và về tương lai thì tôi cũng đang suy nghĩ tới cái việc đang trong thời kỳ sửa soạn chuẩn bị làm cái chiều ngược lại, tức là từ việc Séc. Tôi nghĩ đây là một công trình khoa học mang tính chất là rất đầy đủ, bao trùm rất nhiều lĩnh vực, thì là một công trình khoa học. Nhưng đồng thời tôi cũng đánh giá đây là một công trình mang tính chất ứng dụng rất là cao, là vì nó giúp cộng đồng ta ở đây, các cháu trong quá trình học tiếng Séc và củng cố tiếng Việt, thì đây là một công cụ rất là hiệu quả. Vượt qua khuôn khổ của các cuốn từ điển thông thường, Bộ Đại Từ Điển Giáo Khoa Séc Việt đã vinh dự được Hội đồng Dịch thuật Cộng hòa Séc trao giải nhì giải thưởng từ điển năm 2016 vào tháng 5 năm 2017. Lễ ra mắt tập 6 dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa thu năm nay nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Vừa qua tại thành phố Surrey, tỉnh bang British Columbia, Canada, lễ hội đa văn hóa tôn vinh ngôn ngữ mẹ đẻ lần thứ 7, Mother Language Festival 2019 đã được tổ chức. Cộng đồng người Việt tại khu vực Surrey, Vancouver và phụ cận đã tham dự lễ hội để góp phần quảng bá và tôn vinh tiếng Việt cũng như văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế. Màn trình diễn áo dài trên nền nhạc quê hương của những người Việt tại Canada. Sự dịu dàng, uyển chuyển, nét quyến rũ của áo dài đã gây ấn tượng với những người tham dự Mother Language Festival. Đây là ý tưởng của nhóm V3, một trong những tổ chức cộng đồng hoạt động tích cực trong việc gìn giữ quảng bá văn hóa Việt tại Canada.
chúng tôi muốn cái tổ chức này họ biết được là có một nhóm Việt Nam ở đây, và chúng tôi đã tích cực tham dự. Mặc dù đây là lần đầu nhưng mà sẽ có những lần kế tiếp. Và cái thứ hai đó là để cho các cộng đồng khác họ thấy được tà áo dài Việt Nam và ý nghĩa của tà áo dài Việt Nam. Bên cạnh màn trình diễn áo dài, gian hàng Việt Nam do Hiệp hội Canada Việt Nam phụ trách cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham dự. Với chủ yếu là sách song ngữ tiếng Việt, một vài loại nhạc cụ dân tộc để giới thiệu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Cái festival đa sắc tộc và đa văn hóa như thế này á, ở Canada, nó khẳng định cái vị thế của một cái cộng đồng ở trong cái xã hội Canada. Thông qua những cái chuyện truyền kỳ, sử ký và lịch sử Việt Nam thì chúng tôi sẽ mang đến cái hồn Việt, giữ cái hồn Việt Nam cũng như là cái tinh thần của người Việt vững ở trong cái cộng đồng người Việt. Lễ hội ngôn ngữ mẹ đẻ Mother Language Festival là sự kiện thường niên do Hiệp hội những người yêu ngôn ngữ mẹ đẻ thế giới tổ chức. Đây là lần đầu tiên cộng đồng Việt Nam tham dự lễ hội, nhưng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về nền văn hóa giàu bản sắc. Chúng tôi là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực gìn giữ, tôn vinh sự đa dạng của ngôn ngữ, đặc biệt là những ngôn ngữ mẹ đẻ của các quốc gia. Từ đó chúng tôi tổ chức những festival như vậy. Việt Nam đã mang đến cho festival hôm nay một màn trình diễn ấn tượng và hấp dẫn. Chúng tôi mong chờ được chào đón các bạn trong những lần tiếp theo của festival. Cùng với Việt Nam, lễ hội Mother Language Festival 2019 thu hút 10 cộng đồng từ các nền văn hóa khác nhau đang sinh sống tại Canada tham dự. Qua đó tôn vinh ngôn ngữ mẹ đẻ và di sản văn hóa của các sắc dân, góp phần làm phong phú đa văn hóa Canada và tăng cường sự hòa hợp giữa các nền văn hóa. Lần đầu tiên, các nhà khoa học Việt Nam đã độc lập tiến hành các công nghệ phức tạp để giải mã và phân tích dữ liệu bộ gen của người Việt. Đây cũng là cơ sở dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay về bộ gen của người Việt, là cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu y sinh học liên quan đến sức khỏe và bệnh tật của người Việt. Kết quả nghiên cứu đã được công bố vào sáng ngày 16 tháng 7 tại Hà Nội bởi nhóm nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec. Quá trình nghiên cứu được tiến hành trong 2 năm, trên 305 mẫu gen người Việt khỏe mạnh và 101 mẫu gen người Việt đã được quốc tế nghiên cứu trước đó, tổng cộng là 406 bộ gen. Tất cả đều là người khỏe mạnh, có ít nhất 3 đời là người Kinh, không có tiền sử bệnh di truyền và không có quan hệ huyết thống. Các nhà nghiên cứu rất thú vị và bất ngờ phát hiện ra rằng hệ gen của người Kinh rất gần với hệ gen của cộng đồng Đông Nam Á và khác xa hệ gen của người Hán ở phía Bắc. Nó ủng hộ cho cái giả thuyết cho rằng cái người Việt, người vùng Đông Nam Á thì nó là cái người cổ đại, họ đã đến những cái vùng này từ vùng biển, nó định cư ở các cái nước Đông Nam Á, trong đó là Việt Nam, rồi sau đó mới di chuyển sâu vào đất liền, sâu vào đến các cái vùng Đông Á, chứ không phải là cho cái chiều ngược lại như là trước đây một số người vẫn tin là như thế. Trên cơ sở bản đồ gen này, nhóm nghiên cứu áp dụng vào nghiên cứu trẻ tự kỷ. Liệu đột biến gen có phải là nguyên nhân chủ yếu gây ra tự kỷ hay không? Câu trả lời là không, vì chỉ có 20% trẻ tự kỷ có đột biến gen. Đột biến gen nó gặp vào khoảng 20% các cái trẻ tự kỷ. Trên cơ sở này thì chúng tôi tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những cái gen mà nó đặc hiệu nhất cho tự kỷ để mà hướng tới cái việc chẩn đoán sớm cái trẻ em bị tự kỷ. Với các máy giải trình gen hiện đại nhất thế giới, điều đáng tự hào hơn cả, đây là công trình của chính các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu về gen người Việt, được công bố trên tạp chí Human Mutation, là tạp chí uy tín hàng đầu thế giới về gen, được đánh giá là công trình xuất sắc để các nhà khoa học trên thế giới tham khảo. Với công trình này, chúng ta đã xây dựng được một cuốn từ điển về hệ gen của người Việt, có ý nghĩa thiết thực trong việc nghiên cứu các bệnh liên quan đến gen như ung thư, các bệnh di truyền, thậm chí là sản xuất thuốc riêng cho người Việt. Thưa quý vị, cách đây 20 năm, ngày 16 tháng 7 năm 1999 tại La Paz, thủ đô của Bolivia, Hà Nội đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố vì Hòa bình. Sau 20 năm, thành phố đã có nhiều thay đổi, nhưng luôn là điểm đến hòa bình của bạn bè quốc tế. Lượng du khách nước ngoài đến với thủ đô ngày càng tăng. Họ ấn tượng với Hà Nội không chỉ bởi vẻ đẹp cổ kính, ẩm thực hấp dẫn, mà còn bởi Hà Nội là một thành phố thân thiện và ưa chuộng hòa bình.
Hanoi là thành phố for peace. Oh, I love the food in Hanoi. Very friendly people in Hanoi. Because I wanted my children to come here. Từ người già đến người trẻ, đi một mình hoặc với cả gia đình, các du khách ở khắp nơi trên thế giới đổ về thủ đô của đất nước hình chữ S để khám phá những điều thú vị. Với những người lần đầu tiên đặt chân tới đây, Hà Nội mang lại những ấn tượng đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi đến với Hà Nội. Tôi thì rất là thích ngày hôm nay, mọi người đi bộ trên phố và tôi đặc biệt rất là thích món chả giò nữa. Tôi đang được vẽ chân dung. Mọi người ở đây rất xinh đẹp và thân thiện, một thành phố thật năng động. Bằng cách nào đó, Hà Nội níu chân những người đã từng đến đây. Nhiều du khách quay trở lại và cảm nhận được sự thay đổi tích cực của thủ đô sau nhiều năm. Hôm nay tôi trở lại Hà Nội sau 20 năm. Tôi rất bất ngờ với những thay đổi của thành phố. Tôi muốn đưa những đứa trẻ của mình tới đây. Đường phố được mở rộng, có thêm nhiều nhà hàng và món ăn ngon. Các trung tâm mua sắm cũng tiện lợi và đa dạng hơn rất nhiều so với trước đây. Chắc hẳn có nhiều người nước ngoài cũng giống hai chị em Sonia và Viola. Tìm thấy sự phù hợp với Hà Nội, họ quyết định học tiếng Việt, thể hiện sở thích ca hát trên đường phố và mong muốn được gắn bó lâu dài với mảnh đất này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi nhạc cụ. Biết đâu đấy, tôi có thể tìm được một người chồng và sống ở đây mãi mãi. Khi đặt chân đến thành phố này, chúng ta vẫn có cảm giác như được ở trong một ngôi làng, nơi mà mọi người thân thiện và nói chuyện với nhau, hiếu khách với cả người nước ngoài. Hà Nội là một nơi rất bình yên và tĩnh lặng, và đó là thành tựu lớn mà Hà Nội đã đạt được để xứng đáng với tiêu chuẩn mà danh hiệu UNESCO đã trao. I love Hanoi. We love Hanoi. I love Hanoi. Tôi yêu Hà Nội. Những ai yêu mến bộ phim hoạt hình Kẻ Trộm Mặt Trăng thì giờ đây có thể nhìn ngắm những nhân vật Minion ngoài đời. Trong phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị đến thăm ngôi làng với những căn nhà Minion đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ tại Đà Lạt. Ngôi làng Minion nằm trong một khu homestay mới xuất hiện tại Đà Lạt. Mỗi căn nhà là một chú Minion khổng lồ. Người chủ đã kỳ công đầu tư từng thiết kế, nên mỗi căn nhà Minion là một bất ngờ làm du khách thêm phần thích thú. Em cũng thích Minion cho nên là em chọn ở đây. Những cái họa tiết vẽ trên cái căn phòng thì nó rất là thú vị. Nó giống như là những cái sắc thái của con Minion. Ngôi làng Minion ra đời đơn giản từ chính tình yêu của chủ cơ sở với những nhân vật Minion ngộ nghĩnh. Gần 10 căn nhà, tất cả đều mang sắc vàng của những chú Minion, khiến cho không gian trở nên rực rỡ. Em cũng thắc mắc người ta xây những cái vòm này như thế nào. Em cũng muốn biết là ở trong này nó thiết kế sao với lại chất liệu gì. Thì trước tiên bên mình làm một cái phao, cái hình dạng mà tròn, bơm hơi cho căng cái phao lên và xây gạch để cho khô khoảng vài ngày, xong đó mới xả hơi phao ra. Thì kết cấu của cái hình dạng Minion đó được hoàn thiện. Nếu như trước đây sự tiện nghi của khách sạn sẽ là yếu tố thu hút khách du lịch, thì giờ đây nhiều du khách lại chọn nơi lưu trú bởi tính mới lạ của kiến trúc nhà nghỉ, và rõ ràng là khó có thể bắt gặp những căn nhà như thế này ở nơi nào khác. Bên trong mỗi chú Minion là một phòng nghỉ độc lập, và tất nhiên cũng chẳng thể thiếu sự hiện diện của biệt đội Minion tí hon. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vtv4.vtv.vn hoặc là kênh YouTube VTV4 Go, ứng dụng di động VTV Go. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.